Quý vị, cũng liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, trong các ngày từ 16 và 17 tháng 12, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh và Công an các địa phương đã đồng loạt tổ chức chương trình trải nghiệm thực hành kỹ năng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ dành cho học sinh, sinh viên, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Tại chương trình, cán bộ giáo viên, học sinh, sinh viên tham gia đã được Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức pháp luật và các biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Trọng tâm là hướng dẫn kỹ năng xử lý các tình huống cháy nổ và kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy tại nhà ở, hộ gia đình, nhà chung cư, nơi tập trung đông người, và được giới thiệu trang thiết bị, phương tiện chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Cũng tại chương trình, người dân, học sinh, sinh viên đã hào hứng tham gia trực tiếp trải nghiệm thực hành kỹ năng về chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, các kỹ thuật sơ cứu ban đầu cho người bị nạn. Việc tổ chức tuyên truyền trải nghiệm thực hành về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ là hoạt động rất ý nghĩa, thiết thực đến cộng đồng xã hội, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm cho người dân về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Qua chương trình, người dân cũng sẽ hiểu thêm về những khó khăn, vất vả của cán bộ chiến sĩ lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, từ đó tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết, gắn bó giữa lực lượng công an với nhân dân.